ở bóng đá phủ bây giờ thì tiền vệ mà Phương nghĩ là Phương thích chơi nhất cùng với ai? Nói về tiền vệ mà thực sự là mình rất là thích và muốn đá cùng thì đấy sẽ là Đạo Từ Sơn. Ngay cả một tiền đạo chứ danh bậc nhất của giới bóng đá phủ Hà Nội còn phải khen như thế thì các bạn biết đẳng cấp của Đạo Từ Sơn rồi đúng không? Hôm nay ngôi sao On Phủ sẽ tìm hiểu câu chuyện và kể cho các bạn nghe về Đạo Từ Sơn, một cái anh chàng với thân hình rất nhỏ nhắn. À nhầm, dạo này bụng to phết rồi đấy. Nhờ đá vẫn còn rất là hay. Hôm nay Cán Chris sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về Đạo Từ Sơn. Cặp giò thon nhỏ như que tăm vốn là đặc điểm nhận dạng của Đạo Từ Sơn. Cơ mà quả body thì đã gia tăng đáng kể lượng mỡ thừa, nhất là vòng 3. Chắc là mới chia tay người yêu, đầu óc thoải mái đâm ra dạo này ăn uống được, trộm vía. Quên, đây là phỏng đoán của mình thôi nhá, không phải lời khuyên cho mấy anh hội sợ vợ mà muốn tăng cân đâu. Quay trở lại với chuyên môn của Đạo Từ Sơn, đó là một cầu thủ mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng muốn có trong đội hình. Khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, phòng thủ thông minh, kiểm soát các đường truyền một cách mạch lạc, thi thoảng cần thiết thì vẫn có thể lướt đi và tạo đột biến. Nếu mà có điểm yếu thì chắc là thiếu mỗi đánh đầu. Mình đá cả anh bạn này nhiều rồi mà chưa bao giờ thấy dùng đầu chơi bóng. Đầu ở đây là nghĩa đen ấy, chứ đạo thì chơi bóng quá đầu óc rồi. Với Đạo Từ Sơn thì có một cái thiên bẩm, một cái bẩm chất. Nó chính là chỉ huy được đội bóng, cũng như là anh ta tạo được cái lòng tin đối với đồng đội. Và bên cạnh đó thì ngoài cái chỗ dựa về tinh thần thì những cái điểm mấu chốt ở trên sân, từ những cái sự chỉ đạo hoặc là từ những cái mà để phá vỡ những cái thế trận bế tắc, cầm bóng, cầm nhịp hay làm chậm nhịp độ trận đấu, tăng tốc độ như nào, thì phải nói rằng là Đạo Từ Sơn chính là cái người mà nói chung bất cứ đội bóng nào cũng đều mong muốn. Đạo quê Phú Thọ chứ không phải Từ Sơn Bắc Ninh các bạn nhé. Trưởng thành từ lò đào tạo của Đại học Thể dục Thể thao đặt tại vùng đất quan họ, Đạo Từ Sơn được học bóng đá bài bản, chuyên sâu. Quá trình rèn luyện đã hun đúc lên một cầu thủ đầy ý chí và một phong cách chơi bóng tinh anh. Các bạn còn nhớ cái câu mở đầu chương trình chứ? Đến Phương Vơ Tu còn muốn chơi cùng nhất, thì ai mà chẳng thích được sát cánh với Đạo Từ Sơn. Ở đội Tuấn Sơn thì Tùng Milan được coi là cạ cứng và anh cũng chẳng tiếc lời ca ngợi người đồng đội. Khi mà thi đấu bên cạnh Đạo thì mình cảm thấy là khá yên tâm. Đấy, cảm giác là có một người ở sau là lo lót cho mình rồi, thì mình ở trên mình tâm lý mình thoải mái, mình phô diễn, mình phát huy được nhiều điểm mạnh hơn. Thế nếu đặt cạnh Đạo Từ Sơn với cả Tùng Milan thì theo bạn thì ai hay hơn? Thực ra là mình vẫn đánh giá cạnh Đạo hay hơn. Đạo hay hơn ở một vài điểm thôi, còn Tùng Milan vẫn hay hơn ở phản dê bóng các thứ. Em hỏi thật là thế uống rượu thì ai hay hơn? Uống rượu thì chắc là cũng kẻ táo lạng người nửa cân. Rồi ok. Chơi bóng đĩnh đạc đầy khí phách thế thôi, chứ trên sân tập cũng nhí nhố lắm. Và vì được mệnh danh là vua kiến tạo với cả cầu thủ truyền bóng hay nhất, nên là mình quyết tâm quay cả buổi, dình lấy một quả hỏng để về nghịch cậu. Vâng, thưa các bạn, bây giờ đứng cạnh mình là Đạo Từ Sơn. Mới bắt tay à? Sổ khách sáo thế. Được lắm cậu. Sao dạo này béo thế? Chắc là tại uống nhiều bia quá. Thì ngày xưa học ở trường Từ Sơn là mình chuyên môn về bóng đá hay là mình học các cái môn khác? Mình học là huấn luyện chuyên sâu bóng đá khoa huấn luyện viên. Về các môn thể thao thì bên trường sẽ đào tạo cho bên mình tất cả những môn thể thao. Nhưng mà riêng chuyên sâu bóng đá thì mình sẽ được học bài bản hơn. À, cho gì cũng biết đấy. Bơi lội, nhảy cao, cờ vua, cờ tướng các thứ. Biết hết. Kinh. Đạo có một cái sức khỏe, một cái nền tảng thể lực rất là tốt. Từ đâu ra có cái điều đấy? Về cái thể lực của mình thì là do trong quá trình học ở bên trường ấy. Thì là 4 năm rưỡi học đại học thì bọn mình cũng đã được là học những cái bài chuyên sâu về thể lực rất là nhiều. Tiết lộ một vài bài tập đi, đây đang thiếu lắm.
Một vài tập thì về cái này thì là ví dụ như là về... Hình như là có cái khái niệm ém khí đúng không? Đúng rồi, khái niệm về ém khí, nghĩa là mình sẽ có một quãng thời gian mình sẽ thi đấu trong cái môi trường là ví dụ như là ở trên miền vùng cao chẳng hạn. Đấy, thì là... Gọi là lên núi tu luyện đấy. Lên núi tu luyện thì là sẽ là không khí nó loãng. Thì mình sẽ tập với một cái cường độ mà đến lúc mình quen rồi đến lúc xuống dưới này ấy, thì là cái lượng oxy nó nhiều hơn thì mình cảm giác là đá nó rất là bình thường, rất bình thường. Bây giờ chắc là cũng nhắc lại một chút kỷ niệm về năm ngoái nhỉ. Cũng là một cái năm mà anh em mình rất là đáng nhớ đúng không? Nói về cái trận đấu cuối cùng thôi. Chắc là cái trận đấu cuối cùng là chắc trận đấu mà khán giả không bao giờ quên cả. Cái lúc mà khoảnh khắc mà cán Chris bạn truyền cho tôi và tôi ghi bàn thì cái lúc đấy bạn ôm tôi cả. Bạn nghĩ cái điều gì trong đấy? Trong cái lúc đấy, khoảnh khắc đấy bạn nghĩ gì? Đúng là như câu bạn đã nói ấy, thì lúc đấy trong đầu mình nghĩ là bạn đúng là người được lựa chọn đấy, người được lựa chọn thì từ cái trận trước khi bạn vào sân cũng là mình là người chuyền bóng lại cho bạn ghi bàn đúng khoảnh khắc đấy. Về anh em cũng uống rượu với nhau và cũng tâm sự với nhau rất là nhiều, nhưng mà đến trận tiếp theo thì khi tình huống đấy diễn ra thì đúng là nó vỡ òa cảm xúc, nhưng mà lúc đấy là đúng là chỉ biết ôm cán rồi vật cán xuống và trong đầu thì cũng nghĩ là chúng mình làm được rồi, là vô địch rồi, nhưng mà không ngờ thì kết quả nó lại 5 phút định Việt Nga quá. Đấy, nói chung là đấy, Đạo Từ Sơn với cả cán Chris là có một kỷ niệm với nhau như thế. Trận gặp Ocean là mình vừa vào sân có 2 phút thôi và Đạo không phải tiền đạo cài đè đâu, nhưng mà nhả ra một đường bóng rất là đẹp, mình băng vào sút và bóng vào, tỷ số ấn định 2-1 và đội mình vẫn đứng đầu bảng. Trận sau thì Đạo cũng chuyền đường đáy biên, mình sút vào, trời ơi, cảm xúc dã man luôn. Còn khi mà Ngân Văn Đại dã vào đội mình 2 quả phút cuối, lúc đấy tôi lại thấy bạn khóc. Thì thực ra thì mình cũng là người mau nước mắt, nhưng mà lúc đấy thì cảm giác nó như kiểu là diễn tả như nào, mình như kiểu cảm giác mình nhảy núi ấy, từ trên núi nó xuống nó hụt hẫng quá. Vì là thực ra ba năm mình về Tuyền Sơn thì đúng là năm mùa S7 thì mình mới là đạt được cái phong độ cao nhất, thì là cũng rất là kỳ vọng vào cái tham vọng cùng với đội bóng là giành được chức vô địch. Nhưng mà cái lúc đấy thì đúng là chưa bao giờ là có cái cảm giác như vậy. Không phải nhiều người được trải nghiệm cảm giác như thế. Đấy nó cũng là một cái điều may mắn với một cái cầu thủ bóng đá, nhất là nghiệp dư, đúng không? Thế là không có gì phải tiếc nuối cả. Thôi, xong cái phần trao đổi rồi. Và chúng mình sẽ hẹn Đạo Từ Sơn một cái buổi khác và cùng thi đấu một vài mini game xem sao ha. Ok, cảm ơn cán. Và trước khi đến với phần tiếp theo, mời các bạn đến với một vài hình ảnh vui nhộn trong buổi tập của đội bóng Tuấn Sơn nhá. Đây là đội bóng cũ của mình nên là cũng có chút thiên vị thêm cho một chút thời lượng của chương trình. Hay quá, hay quá, Hải Dương, Việt Hải Dương. Siêu tiền đạo Việt Hải Dương. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Rồi bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên, sút xà ngang. Khả năng bấm bóng của Đạo Từ Sơn thì miễn chê rồi,
Nhưng hôm nay hãy cùng xem khả năng của cán Chris nhá. Rồi, đầu tiên là cái cự ly này. Mỗi người đá 5 quả nhá. 5 quả, ok. Nhường bạn đá trước. Tôi đá trước ạ. Ok. Ui. Đúng rồi đấy nhá. Trúng chưa nhỉ? Đúng rồi đấy. Anh quay phim anh xem em trúng chưa cái. Đúng rồi anh ơi. Ok. Chấp nhận. Quả đầu tiên của cán Chris. Nhơn. Chúng nó phải thuyết phục như thế chứ. Cần gì mà phải va đúng không? Này, có liếm nó không anh ấy? What? Có liếm không bạn ấy? Tôi nghe thấy xẹt đấy. Chưa trúng. Ok, chưa trúng. Chém luôn. Rồi, một đều. Kinh quá, áp lực. Rồi. Hay. Được ra. Giữa tí nhỉ. Rất rồi. Chưa. Hai đều. Hết rồi. Khó thế nhỉ. Đây là quả cuối cùng là thứ 4. Trượt. Yes, trời ơi. Bán ra phải khởi động. Đúng rồi. Ba hai đi nào. Yes. Rồi, xong 5 quả ở đây, tỷ số là 3-2. Kéo lên trên tí nữa, khó hơn. Đây là cái ly sở trường của tôi này. Cứ sở trường luôn. Rồi, bạn vẫn đá trước, tỷ số đang là 3-2. Sở trường. Trời ơi. Sợ quá. Lấy đà để Ronaldo luôn xem. Lấy đà Ronaldo nhưng lại đá kiểu Beckham. Ai hốt thì mà. Ủa, Beckham hơi xa rồi. Chưa lấy được cữ các bạn ạ. Ui. Tưởng lại ăn nữa. Tỷ số là 4-2. Không phù hợp với cả hình như là không phù hợp với cán rồi. Ôi, gần được. Ăn quả đi xem nào. Ăn quả đi bạn cho bạn dân thiên hạ nó chê cười. Cho đá lại bác nào. Ngắm lại trước thôi. Cái vì cữ này là mình chưa được khởi động. Rồi, kỹ thuật đá bóng nào thì nó cũng có 5 bước cả. Đều là chạy đà, là chân trụ, rung chân lăng, tiếp xúc và kết thúc. À, kể là chuyền bóng hay sút bóng thì nó đều có 5 bước cơ bản. Đấy. 5 bước cơ bản. Thì mỗi bước nó lại có một cái riêng. Ví dụ như là cái bước đặt chân trụ này, đặt thẳng này thì bóng nó sẽ đi thẳng, đặt chéo trên nó sẽ chéo kia, đặt chéo này nó đi chéo bên này. Với cả lúc mà mình tiếp xúc vào bóng, tiếp xúc ở giữa thì bóng nó sẽ đi thẳng. Hơi lên trên này thì bóng sẽ bập. Nếu tiếp xúc ở dưới này thì bóng nó sẽ lên trên cao. Thế với cái kiểu bấm mà để nó điểm rơi như thế này thì mình sẽ tiếp xúc như nào và mình lấy trụ? Thường thì bạn kỹ thuật chuẩn nó là như nào? Kỹ thuật chuẩn thì vẫn cùng 5 bước đấy thôi, nhưng mà cái điểm tiếp xúc của bóng thì từng người, mỗi người có một hướng, cái kiểu chuyền dài khác nhau. Ví dụ như bạn thấy là trên thế giới cả POSCO họ chuyền những quả bóng, họ thường chém những quả bóng. Thế là bạn học POSCO à? Bạn học POSCO. Chém những quả bóng thì quả bóng khi mà nó đi đến tầm lực nào đấy thì bắt đầu nó sẽ rơi xuống. Còn có những người ta chuyền dài thì chẳng hạn người ta đá sụp từ dưới đáy quả bóng lên.
lên trên cao xong là nó sẽ rơi xuống. Thường lúc nó rơi xuống thì lực nó sẽ nó hết lực của nó. Nó rơi ở trạng thái là tự do từ trên xuống. Tự do luôn. Và những cái tình huống đấy thì trung vệ người ta thường nói chung là cắt cũng được. Nói chung là cũng phải tùy từng cái tình huống để mình đưa ra một cái quả nào, quả bóng pha bóng mình truyền dài như thế nào, đúng không? Có những quả thì mình sẽ là để bóng nó đi được mạnh, có những quả thì mình đã điểm rơi, chứ không phải là chỉ dùng một kỹ thuật, đúng không? Rồi cảm ơn, tiếp tục chơi tiếp. Đùa thế thôi, nãy giờ đùa đủ rồi. Chán. Thôi để đạo tự chơi mình đi, trò này khó quá. Ăn rồi đấy. Ua. Cái này có cứng chân gái là ăn liên tục nhờ. Wow, hay quá. Bình thường đã ít truyền rồi lại còn truyền dài như này thì cực kỳ ít, bởi vì thứ nhất là cái vai trò vị trí của mình là không cần phải sử dụng truyền dài nhiều. Kỹ năng nào cũng cần phải. À, gối còn đau nữa chứ. Ồ, thì làm lý do quá. Trời mưa này gối đau. Trời mưa đấy chứ. Nhìn đạo nó đá nhẹ nhàng lắm ấy. Nhìn kiểu đơn giản, dã man luôn. Ua. Và nhìn cái kỹ thuật nó rất là chuẩn mực luôn ấy. Ua. Sống. Ua. Ua. Liếm nó xe luôn. Nói thật các bạn nhá, sau cái buổi ngày hôm nay thì mình rút ra như này là trong bóng đá phủi mình có hai người. Một là Phương Mơ Tu thì mình rất thích xem những cái pha dứt điểm của Phương Mơ Tu. Và thứ hai là Đạo Từ Sơn, mình rất thích xem Đạo Từ Sơn bấm bóng và xà ngang. Thật sự luôn, xem rất là thích luôn ấy. Game thứ hai, Cán Chris và Đạo Từ Sơn sẽ phát động tấn công, sau đó băng xuống dứt điểm một chạm. Đoán xem, phần này ai sẽ thắng? Phải theo bóng mới đâu. Ua, rộng ra được. Khó đấy. Ây à, ôi lại. Cán em ra quay đấy Cán ơi. Dạ. Em ra quay đi. Xong chưa? Bảo mà. Ôi, xấu hổ quá Cán ơi. Xấu hổ quá. Hậu quả đi bạn, cho bạn dâng thiên hạ, chê cười. Đây. Bắt. Ôi. Tốt gôn, tốt gôn. Đây. Kìa lệch thế nhở? Đạo Từ Sơn! Sút! Sút lỏng. Đổi bên nhá. Ra bên đấy lại hơn. Đứng chân phải. Anh ơi, bên này xin trả cho xem. Đây. Bắt đi em. Chọn cả hai chân mà. Chọn cả hai chân mà. À, hay quá Hoàng ơi. Wow. Đây mới đúng là Cán Chris. Quả phết đấy. Ôi. Sợ thương. Đúng rồi, ăn rồi. Ăn rồi. Hay quá. Hay quá, ăn rồi rồi, không bị xấu hổ lắm. Rồi con. Dạ. Lệch quá.
khỏe này. Ui, lại vào cứng chân rồi. Cơ bản thế thôi. Ăn nhào đạo. Ăn đi nào. Úi dồi ôi. Hey. Đi cám. Sơn và Can Chris. Hey. Hey. Yes. Hey. Woo. Yeah. Yeah. Rồi. Vâng thưa các bạn, như vậy là một buổi trải nghiệm rất là vui cùng với Can Chris và Đạo Từ Sơn. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã hỗ trợ trong một ngày mưa gió như thế này. Hôm nay thì các bạn đã có những cái phút giây chắc chắn là vui vẻ và cũng rất là nhiều điều kiến thức bổ ích mà các bạn thu nạp được từ thầy Đạo. Vâng, cảm ơn Đạo Từ Sơn hôm nay đã tham gia và mới nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Ngôi Sao On Phủi ngày hôm nay cùng với nhân vật là Đạo Từ Sơn. Hãy tiếp tục đón chờ những cái số tiếp theo cùng với Can Chris. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn nhãn hàng FPT Leader đã tài trợ cho vlog này. Bạn nào muốn mua đồ da thật chất lượng thì truy cập trang web kia để lựa chọn nhá. À, trong ảnh không phải Can Chris đâu, dù là mình cũng rất thích được như thế này. Nhãn hàng xem xét đáp ứng nhu cầu nhé.